Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành mua thử và mở hộp cái camera IP Wi-Fi của cái hiệu là Yoshi. Đây là cái camera có thể xem qua Wi-Fi và cái độ phân giải của nó là 720p nha các bạn. Thì cái giá mình mua vào khoảng 325.000. Thì bạn nào quan tâm có thể xem cái link mua mình bỏ bên dưới phần mô tả video. Thì nó có hai loại nha các bạn, một loại 720 và một loại 1080. Thì tùy nhu cầu của các bạn thôi, nhưng mình nghĩ là 720 là đủ rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành khui và mở hộp để các bạn xem. Thì mình mua ở một cái cửa hàng cũng khá là nổi tiếng ở Sài Gòn và được nhiều bình luận nên cũng khá là an tâm. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở cho các bạn xem. Thì mình mua khoảng 2 ngày là họ giao cho mình rồi. Đó, đây là cái tờ hướng dẫn sử dụng, cái nhờ tiến hành hướng dẫn bảo hành của nhà sản xuất nha các bạn, của nhà bán hàng. Các bạn hãy xem để rõ hơn những thông tin bảo hành. Thì cái này nó sẽ tặng kèm cho chúng ta một cái thẻ nhớ 32GB chính hãng của Yoshi sản xuất luôn nha các bạn. Thì có những cái shop khác họ tặng thẻ nhớ tới 64GB lận, nhưng mà mình thấy không có thương hiệu gì hết. Nhưng mà nên mình mua cái thẻ nhớ ở cái shop này thì họ tặng cái thẻ 32GB chính hãng của Yoshi luôn. Mình nghĩ chất lượng sẽ ổn hơn. Thì với dung lượng 32GB này thì mình có thể ghi hình và lưu khoảng được 10 ngày nha các bạn. Thì cái clip hôm nay chỉ là clip mở hộp thôi, mình sẽ có một cái clip đánh giá chi tiết cũng như là hướng dẫn các bạn sử dụng ở cái clip sau. Đó, thì như các bạn thấy đây là một số cái thông tin của cái camera này. Đó, nhìn nó như là nó sử dụng cái cảm biến 1.4, rồi hỗ trợ âm thanh 2 chiều, hỗ trợ cổng mạng LAN, tích hợp Wi-Fi nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở ra cho các bạn xem. Thì mình mở thẻ nhớ trước. Đây là thẻ nhớ của Yoshi, tất cả các nhà sản xuất cái camera này luôn. Mình sẽ mở ra cái thẻ nhớ này là tốc độ của nó như thế nào. Thì đây mình sẽ mở ra. Đây là thẻ nhớ micro SD nha các bạn. Nó là cái dòng U3, thì đây là một cái dòng tốc độ khá là cao nha các bạn. 32GB. Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ mở hộp cái sản phẩm camera này ra. Đó, thì bên trong đây là sản phẩm của chúng ta. Thì đầu tiên là nó sẽ tặng chúng ta một cái sách hướng dẫn sử dụng. Thì cách sử dụng như thế nào mình sẽ cho các bạn xem ở cái clip sau. Cái clip hôm nay chỉ là mở hộp cho các bạn xem tổng quan cái sản phẩm thôi. Đó, đây là cái sản phẩm chính của chúng ta, camera Wi-Fi Arrow. Rồi mình coi cái phụ kiện nó đi kèm là cái gì. Thì họ sẽ tặng cho chúng ta là hai cái vít để bắt vô từ nha các bạn. Đó, một cái đế này để các bạn gắn vô camera và vặn ốc vô tường khá là đầy đủ. Rồi đây là cái cục adapter. Thì cục adapter này điện áp ra là 5V 2A nha các bạn. Còn đây là cái sản phẩm chính của chúng ta, nó sẽ có ba cái cây râu bắt sóng mạnh hơn. Thì cái camera này các bạn hãy xoay được 360 độ nha các bạn. Thì nó có chức năng là theo dõi khi mà có chuyển động, có nghĩa là các bạn ra ngoài thì khi có chuyển động thì nó sẽ di chuyển theo cái đối tượng của chúng ta khá là hay. Xoay tròn được 360 độ. Ở dưới đây sẽ là cái đế để các bạn gắn cái đế nó tặng kèm. Đó. Thì ở trên sẽ là hỗ trợ một cái cổng để các bạn cắm nguồn điện nè, một cái cổng để các bạn cắm thẻ nhớ để các bạn lưu trữ, và một cái cổng mạng LAN nếu mà các bạn không xài Wi-Fi các bạn cắm mạng LAN cũng được.
ở trên đây là cái mic điện thoại hai chiều, các bạn có thể, nó có thể giúp bạn thu lại cái âm thanh lúc nó quay phim cũng như các bạn hay điện thoại khi các bạn ở xa. Đó, thì nó sẽ có 10 cái mắt hồng ngoại nha các bạn. Trên đây là video mở hộp nhanh sản phẩm camera wifi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.